Đối với Grand Manhattan thì khi được mà các em giới thiệu là về cái vị trí cũng như tiềm năng ở tại trung tâm quận nhất và có một cái không gian rất là tuyệt vời, thì tôi khi được mà biết thì tôi đã đầu tư cái sản phẩm này. Tôi đã mua cái Grand Manhattan từ những cái ngày đầu tiên khi bắt đầu mở dự án. Thì đến hôm nay thì được đến tham quan cái nhà mẫu thì tôi rất là cảm thấy rất là ấn tượng. Bởi vì với cái không gian mở sang trọng và tinh tế hoàn hảo thì tôi nghĩ rằng là tôi rất là hài lòng vì khi mình đã đặt niềm tin ở đây. Trước nhất thì là chọn Manhattan vì Manhattan là trung tâm của trung tâm, ở ngay trong lòng trung tâm quận nhất. Đó là điều mà gia đình của tôi luôn là mong muốn là bước tới sống ở đó. Thứ hai nữa đó là khi mà tôi chọn mua cái căn hộ ở Manhattan đó, thì đến 2 năm sau thì Manhattan có một cái phiên bản đặc biệt, đó là Sky Villa. Đó là một cái căn hộ đẳng cấp, thông minh, nó phù hợp và với cái mong muốn, cái phong cách sống của gia đình tôi. Ở tại Manhattan thì bên dưới lại có một cái tiện ích là khách sạn 5 sao, phù hợp với việc là cho chúng tôi là đón tiếp khách. Vì cái danh hiệu của chúng tôi là xuất khẩu nên là thường là đón tiếp khách hàng ở tại những cái khách sạn hạng sang. Thì Manhattan là nơi rất là lý tưởng. Thì tôi biết được cái dự án Manhattan và tôi đã thấy cái dự án Manhattan nó có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là nó nằm ở cái vị trí đắc địa của quận nhất, nó gần chợ Bến Thành, gần công viên 23 tháng 9, rồi gần cái trạm mà điều hành tàu điện ngầm, trung tâm đi các nơi. Thành ra là tôi nghĩ nếu mà sau này mình có được một cái căn hộ ở chỗ dự án thì rất là tuyệt vời, nhất là đối với người cao tuổi thì đi lại nó dễ dàng ra những khu trung tâm. Thứ hai là nguyên trong cái khu mái tầng nó đã bỏ ra 4.200 m² để làm công viên, các cái khu giải trí. Thành ra là tôi rất là yên tâm là có những cái chỗ vui chơi, đi dạo buổi chiều. Thành ra là tôi nghĩ rằng là cái giá trị của căn hộ chắc chắn là nó sẽ theo thời gian, theo năm tháng và nó sẽ tăng, và cái giá trị cuộc sống cũng cao hơn. Thành ra là tôi rất thích Manhattan. Thứ nhất, cái nó là mình nghĩ đó là vị trí, nó là trung tâm của quận nhất, nó rất là tiện đường, tiện cho việc đi lại, giao thương của tất cả các quận với nhau. Rồi nó lại làm mình cảm giác là trung tâm của quận nhất thì là mình có thể con cái sau này mình có thể tiện đường trong việc là chăm sóc hoặc là vui chơi mua sắm gì đó. Nó lại tiện cho cả công việc của mình sau này. Với lại là sau này đi kết nối với các tỉnh thành lân cận gần đây đang phát triển như Đồng Nai, Phan Thiết cũng sẽ tiện thuận tiện cho mình đi nghỉ dưỡng cuối tuần. Nên lý do đó nên hai vợ chồng mình có lựa chọn một căn ở đây.